Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một clip về cách vá lốp. Thì hôm nay đây là chiếc xe lít. Thì cái lốp này lốp không xăm các bạn nhé. Lốp rất lớn. Thì bình thường hết hơi mình không thể bóp được. Thành ra cái dòng này nó rất là để mà vá được dòng này thì có rất nhiều cách để vá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vá bằng máy. Đó, chúng tôi sẽ tháo máy ra, dùng máy để đặc dụng để tháo ra. Và khi tháo ra thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết về các kỹ thuật cơ bản trong việc tháo để là vá cái lốp này. Mình sẽ vá bên trong các bạn nhé. Đó, thì để vá bên trong thì chúng ta cần phải có cái máy. Thì kia là cái máy chuyên dụng để tháo lốp không xăm của mình này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mang ra để thao tác kỹ thuật. Sau khi mình tháo cái lốp ra thì mình sẽ phải đây là cái vị trí đinh này, mình rút đinh ra rồi này. Thì cái đinh này rất lớn, thành ra mình sẽ không phải đánh đánh dấu các bạn nhé. Nếu những chiếc đinh nhỏ thì chúng ta sẽ phải đánh dấu ở phía ngoài này. Chúng ta sẽ dùng mực để đánh dấu phía ngoài, sau đó chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta sẽ định vị cái vị trí nào thủng, chúng ta sẽ dùng máy chúng ta sẽ đánh nhám đi các bạn nhé.
Khi mình đã dùng máy chuyên dụng thì mình đã đánh nhám, thì mình sẽ định vị một cái miếng vá to tầm nào thì chúng ta sẽ đánh nhám như vậy. Đó, sau mình đánh sạch rồi thì mình sẽ thổi sạch bụi đi. Sau khi mình đã đánh nhám và mình bôi keo vào thì mình phải chờ khoảng độ 20 giây các bạn nhé. Sau đó mình sẽ dùng cái miếng vá chuyên của nó này. Đó là toàn bộ cái quá trình là mình đã vá rồi các bạn nhé. Đó. Sau khi vá xong thì mình sẽ dùng cái này. Đó, để chúng ta lăn cho nó chặt cái miếng vá vào lốp. Sau đó chúng ta sẽ lại lắp lên vành thôi. Thank you.
Sau khi vá xong thì mình đã thử này. Đó, nó không bị sùi bọt nữa là xong các bạn nhé. Lỗ thủng này. Sau đó mình sẽ thử xà phòng. Thì hiện tại là mình đã hướng dẫn hoàn chỉnh cách để chúng ta vá cái lốp không xong này. Đó, bằng miếng vá các bạn nhé. Thì đây cũng sẽ là một phương pháp vá. Còn rất nhiều các phương pháp vá khác nữa. Thì qua clip nhỏ này thì mình cũng chỉ chia sẻ về kỹ thuật để các bạn có thể biết được là chiếc xe của chúng ta, quy trình vá của một chiếc xe lốp không xong như thế nào. Thì mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Bởi vì một mình vừa vừa quay và vừa phải làm, thành ra góc quay cũng không được đẹp lắm, thì mong các bạn thông cảm. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ.